Xin chào các bạn đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ thực hiện một video là trận chiến thời cổ đại. Nếu các bạn thấy video hay, các bạn hãy đăng ký kênh và ủng hộ kênh của mình nhé. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Đây là nơi ở của tôi, không ai có thể xâm phạm. Tôi đã sống ở đây hàng triệu năm trước. Đừng đe dọa tôi. Tôi không cần nhiều không gian, nhưng đây chính là môi trường sống của tôi. Tôi không thể để bạn chiếm đóng. Tôi không thể chấp nhận được điều gì. Tôi đã trải qua nhiều thăng trầm và vượt qua thời gian. Tôi sẽ chiến đấu để bảo vệ lãnh thổ của tôi. Tôi cũng thế, tôi cũng phải bảo vệ lãnh thổ của mình. Ta sẽ chiến đấu với người. Chúng ta không thể chiến đấu như thế mãi được. Chúng ta phải thỏa thuận để phân chia lãnh thổ. Anh cũng không có nhất trí không? Vâng, thế thì tôi nhất trí. Nếu không cả hai chiến đấu, cả hai người sẽ bị tổn thương mất. Bây giờ chúng ta sẽ phân chia lãnh thổ. Anh khủng long sẽ ở bên kia, còn tôi sẽ ở bên này. Chúng ta sẽ cùng săn mồi và sống hòa bình với nhau. Không còn tranh giành lãnh thổ nữa. Anh khủng long có đồng ý với tôi không? Được rồi, tôi đồng ý. Và chúng ta không cản trở việc săn mồi của nhau. Chúng ta hãy cùng sống trong hòa bình nhé. Chúng ta hãy cùng làm hòa nhau nhé. Các bạn ơi, video đến đây là hết rồi. Nếu các bạn thấy video hay, các bạn hãy đăng ký kênh và ủng hộ kênh của mình nhé. Chào tạm biệt các bạn.